Xin chào mọi người. Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái hôm mà tôi kể câu chuyện của tôi cho mọi người. Trong suốt 2 ngày đấy tôi chỉ có ngồi, gọi là tôi healing bản thân. Tôi quyết định là tôi bỏ qua, gọi là tôi gạt công việc sang bên để chăm sóc về cái cảm xúc và tinh thần của mình. Bởi vì với tôi không có cảm xúc thì sẽ không làm được gì hết. Đã là một người sống gọi là nặng về cảm xúc rồi thì đấy, đấy là gọi là điểm yếu của tôi đấy. Là những cái thứ gì mà đánh vào cảm xúc thì nó ảnh hưởng gần như là 90% đối với tôi. Cho nên là mấy ngày nay tôi chỉ có lúc nào mà tôi cảm xúc nó dịu dần rồi thì tôi tranh thủ tôi viết ý tưởng làm video, kiểu viết nội dung để làm những cái video tiếp theo. Nội dung với cả ấy các thứ thì tôi có nhiều, nhưng mà cái thứ quan trọng nhất đó là cảm xúc thì hiện tại đang có vấn đề nên là cũng cũng khó để mà quay được. Thỉnh thoảng tôi có đi ra ngoài, tôi ngắm trời, ngắm đất rồi hít thở không khí trong lành. Chứ nếu mà kiểu tôi có ngồi nhà mãi như thế này thì nó cũng rất là hại, gọi là hại về mặt thể chất lẫn cả tinh thần. Sau khi mọi người biết được câu chuyện đấy thì cũng có rất nhiều người động viên với cả chia sẻ câu chuyện của họ để chia sẻ với tôi. Một phần nào đấy nó giúp tôi healing rất là nhiều. Trong đó có cả các bạn. Tôi muốn cảm ơn mọi người, những ai mà đã quan tâm tôi, đã gọi là thực sự muốn chia sẻ cảm xúc với tôi. Tôi rất là biết ơn điều đó. Là một người sống nặng về cảm xúc thì khi mà tôi đã nói rồi đó, khi mà tôi biết được bên ngoài kia có rất nhiều người giống tôi, cũng có những người trải qua những cái cảm xúc này và họ chia sẻ với mình thì mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình không cô đơn. Nên tôi muốn cảm ơn những viewer của tôi, những ai mà chia sẻ những cảm xúc, đưa những lời động viên. Điều đấy gọi là giúp tôi rất là nhiều. Tôi sẽ cố gắng healing. Đến một khoảng thời gian nào đấy tôi sẽ quay trở lại là một một YouTuber, một con người hoạt bát, một con người với cảm xúc gọi là vui vẻ, có thể làm được tất cả mọi thứ, tất cả những thứ mình thích như hồi trước. Có một câu chuyện là sau khi tôi kể câu chuyện này với cả mọi người, kể với bạn bè, kể với gia đình và kể với cả các bạn nữa, thì tôi cũng nhận ra được cái nguyên nhân mà tại sao tôi đã bị thế này. Nhưng mà nó vẫn rất là mơ hồ. Nói chính xác ra là tôi từng bị cái này, nếu mà tính cả lần này là lần thứ 3, không phải là lần thứ 2. Lần đầu tiên của tôi là vào cái thời mà tôi còn học cấp 2 hay sao ấy. Hình như là còn học cấp 2. Thì cái nguyên nhân của cái cảm xúc này đó là bởi vì tôi sống nặng với cảm xúc. Nên là có những cái thứ gì đó ở bên ngoài, có những cái câu chuyện gì đấy ở bên ngoài nó tác động vào cảm xúc của tôi. Mặc dù lúc đấy tôi chỉ nghĩ là lúc này buồn hay lúc sau lại vui ấy. Nhưng mà có những cái sức mạnh, có những cái vết thương cảm xúc mà nó ảnh hưởng vào người mình. Ví dụ nhá, tôi bị xước tay. Những cái vết thương bình thường thì nó khỏi rất là nhanh. Nhưng mà tôi không phân biệt được, tôi không gọi là nhận thức được có những cái vết thương nó xước như bình thường. Nhưng mà cái sức mạnh và cái độc tố của nó, cứ coi như thế đi, nó khiến cho cái vết thương đấy nó dần dần, nó nếu mà không chăm sóc kịp ấy, không nhận thức được cái điều đấy, không biết được thì không chăm sóc kịp thì nó sẽ dần dần nó sẽ bị nặng hơn, nó sẽ bị nặng hơn cực kỳ nhiều, nó không thể lành nhanh được, nó sẽ nặng hơn, nó sẽ vết thương nó sẽ ngày càng bị mở rộng ra, xong rồi nó sẽ khiến cho mình bị tổn thương hơn rất là nhiều, và để vết thương đến lành thì mất một khoảng thời gian rất là lâu. Thế là tôi không nhận thức được có những cái thứ đánh vào cảm xúc của tôi và nó khiến cái hậu quả nặng như thế này. Có nghĩa là tất cả cái dấu hiệu, tất cả những cái thứ cảm xúc bình thường mà hàng ngày tôi nhận lại ấy, thì nó như nhau, cái cảm giác nó như nhau,
cái cảm xúc nó như nhau. Và đấy là lý do tại sao mà tôi không phân biệt được cái nào là bị thương nhẹ, cái nào là ảnh hưởng, là vết thương nhẹ, cái nào là vết thương nặng, cái nào là độc ít và cái nào là độc nhiều. Và bây giờ làm thế nào để tôi có thể tìm ra và phân biệt được cái vết thương nào là cái độc nhiều để tôi còn biết mà tôi sửa chữa, biết mà tôi chữa sớm để nó không bị gọi là lan tỏa, nó không bị nặng hơn. Nó giống như kiểu bị một con mèo cắn và bị một con rắn cắn ấy. Đó, thì tôi cũng đang trong cái quá trình để tìm ra cách để phân biệt được đâu là vết thương nặng, đâu là vết thương nhẹ, bởi vì hai vết xước đó nó giống y hệt nhau. Cái đấy chắc là phải thời gian mới trả lời được. Và đấy cũng là cái thứ mà mình không thể tìm ra nguyên nhân ngay được, mình phải mất một khoảng thời gian sau khi mình trải qua nhiều mình mới biết. Đấy, nói chung là như thế. Những ngày mà như thế này thì tôi sẽ pha một cốc Nesty, rồi tôi khi mà viết xong kịch bản với cả nội dung rồi thì tôi ngồi tôi chơi Genshin thôi. Tôi cày nguyên thạch để chuẩn bị cho những cái nội dung tiếp theo. Đây cái khu này với cả khu này tôi chưa chạy nhiệm vụ. Còn một đống cái nhiệm vụ thế giới tôi chưa làm đấy, dạo này tôi cũng có vào Genshin đâu. Tôi vào tôi cùng lắm là gọi là xả nhựa chứ tôi không có kiểu tôi không làm một cái gì luôn ấy. Hồi trước thì cái thói quen chơi của tôi rất hay kiểu khi mà mới ra ấy thì tôi sẽ cày một phát hết sạch tất cả mọi thứ luôn, xong rồi lúc mà rảnh rỗi rảnh hơi thì tôi sẽ làm video, kiểu làm những video mới, làm những nội dung mới. Nhưng bây giờ bởi vì tôi cũng không kiểu không có cái cảm xúc để chưa chưa có cảm xúc để làm video thì tôi cứ từ từ tôi làm cũng được, cũng không cần thiết phải vội, bởi vì khi mình bị bệnh rồi thì kiểu mình phải từ từ mà mình hồi phục lại rồi bắt đầu mới quay trở lại công việc được. Cứ coi bây giờ là mình đang bị bệnh đi thì tôi cũng sẽ cố làm, kiểu có rất nhiều cốt truyện hay, nói thật là có rất nhiều cốt truyện thế giới hay. Tôi nhớ có một cái nhiệm vụ thế giới mình gặp một một NPC Melusine ở đây. Xong rồi chỗ này biến thành màu xanh ấy. Đấy, nếu một người có làm rồi đấy, tôi làm được đúng cái nhiệm vụ đó. Tôi sẽ nghe nhạc xong rồi tôi sẽ ngồi tôi tiện thì tôi gọi là tôi edit thôi. Chứ còn với cái khuôn mặt ủ rũ như thế này thì không thể quay video được. Bây giờ đang là 0:20. Đang là nửa đêm. Và bây giờ tôi mới ăn uống một tí rồi đi ngủ. Ngoài trời đang mưa nhẹ nhẹ. Vừa nãy mưa rào nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Mỗi lần trời mưa như kiểu tôi vừa được healing ấy. Tôi rất là thích trời mưa. Ở nhà mà trời mưa thì đấy, tôi sẽ có năng lượng làm việc hơn, tôi sẽ làm được tất cả mọi thứ, với cả một phần nào đấy nó xoa dịu được cảm xúc. Trời mưa mà. Từ hôm thời tiết lạnh đến bây giờ là chắc khoảng 1 tháng tôi mới nhìn thấy trời mưa đấy. Trời mưa buổi đêm xong rồi ngồi nghe nhạc lo-fi chill chill rồi suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về cảm xúc, về các thể loại, xong rồi đi ngủ. Trời mưa cũng là một phần mà khiến tôi gọi là xoa dịu bớt đi một chút thứ cảm xúc phức tạp của tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến tôi, những người mà đã chia sẻ những câu chuyện của riêng mình cho tôi thấy được sự gần gũi, sự quan tâm, sự chia sẻ của mọi người khiến tôi rất là vui. Một phần là sẽ xoa dịu được cái cảm xúc, bởi vì tôi biết được rằng là có những người cũng giống tôi, có những người cũng trải qua những câu chuyện như thế, cũng những cảm xúc như vậy. Một phần khiến tôi cố gắng để trải qua, để gọi là vượt qua cảm xúc này để có thể quay trở lại việc làm một YouTuber. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong ngày mai sẽ là một ngày đẹp hơn. Thực ra là bây giờ là ngày mai rồi.
Bây giờ đã qua một ngày mới rồi. Nói chung là mong ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp hơn, một ngày tốt hơn của tôi hôm qua. Lần trước tôi có mua khăn mặt ở Muji mà giờ tôi mới gỡ ra. Nếu mọi người hiểu là trong suốt mấy ngày qua tôi kiểu tôi mất đi cái cảm giác làm đi mọi thứ luôn ấy. Về. Tại vì thời tiết rất là lạnh nên là tôi phải mặc cái áo này. Buổi tối còn lạnh nữa. Áo này siêu ấm luôn. Áo này là bố tôi đi Mỹ, bố tôi mua về. Nói chung áo này là vô đối. Chấp, gọi là chấp mọi nhiệt độ. Bên trong có hai lớp ấy, thì là nó ấm cực, anh tôi chỉ mặc đúng áo phông thôi, xong rồi mặc cái áo này phát là coi như là hết lạnh.